Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 7, Nachiga Otosumnika. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng, Tatetada. ấm áp, topta. Nóng, siwanada. Mát mẻ, chupta. Lạnh, makta. Sáng sủa, quang đãng, hrida. Âm u, 비가 오다. trời mưa, 눈이 오다. tuyệt vời. Chúng ta nghe lại lần nữa. 따뜻하다. 덥다. 시원하다. 춥다. 맑다. 흐리다. 비가 오다. 눈이 오다. Tiếp theo đây chúng ta có từ vựng về mùa và một số cái từ vựng về trạng thái. Kế trên là mùa, đây bốn mùa này, xuân hạ thu đông này. 계절 봄 봄, mùa xuân. 여름 mùa hè. 가을 mùa thu. 겨울 mùa đông. 어렵다. 허. 쉽다. 제. 가볍다. 예. 무겁다. 낭. 맵다. 까이. Chúng ta nghe lại. 계절. 봄. 여름. 가을, 겨울, 어렵다, 쉽다, 가볍다, 무겁다, 맵다. Đây là tất cả phần từ vựng của bài số 7. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp theo, đó là phần ngữ pháp 1. Ngữ pháp 1 ngày hôm nay là bất quy tắc. Biệt. Để chúng ta quay lại phần bài giảng của sách. Ở bất quy tắc thì chúng ta chú ý đối với các tính từ thì cộng với ayo thì chúng ta là nếu mà cộng với a thì là sẽ đi thành yo, còn nếu cộng với không phải nguyên âm a ở đằng sau, không còn phải cộng với ayo thì chúng ta sẽ biến thành ayo, chúng ta sẽ những cái tính từ sẽ biến thành ayo. Ví dụ oner nachiga oteo achu toyo, đây tương tự achu chuoyo. Hanguk omjigi mẹ quẹo, cái món ăn Hàn Quốc có cay không? Nè chôm mẹ quẹo hơi cay. Ở trên nến đàn chỉ cá tô quẹo, hôm qua thời tiết nóng. Xiao mi a chu oreo à, cái cuộc thi, cái kỳ thi rất là khó. Các bạn nhìn phần số luyện tập phần số 1, Krimen Poko hôi qua kachi Yaki Hebuseo. Ở đây chúng ta có các tính từ, ví dụ như là tập tà, nóng, chụp tà, lạnh. Thì ở đây là người ta hỏi là Onen Nachiga Thoyo, hỏi trong bức tranh số 1, trả lời là Ne Thoyo hoặc là Anio An Thoyo. An tính chất Thoyo là không nóng. Tình huống số 2, Orepta, chụp tà. Đây, Orepta là khó và ship tà là dễ. Tiếp theo, bu gấp tà nặng, những cái đồ này thì nặng, còn kha bếp tà là nhẹ. Mép tà cay, bức hình trên rất là đỏ cay, bức hình dưới là ăn mép tà không cay. Thì chúng ta hãy đặt câu với từng thành phần này.
Nancy là thời tiết và oteo là như thế nào? Các bạn chú ý. Khi chúng ta hỏi về một cái tính chất của một cái sự vật, sự hiện tượng hoặc một người thì chúng ta có thể hỏi là oteo. Ngữ pháp số 2, chúng ta ở đây là động tính từ đi với chiman. Động tính từ chỉ việc bỏ chữ tà và đi với chiman là được. Ví dụ như là 오늘도 날씨가 추워요. 네, 춥지만 아주 맑아요. Hôm nay thời tiết vẫn lạnh chứ? Vâng, tuy lạnh nhưng rất là trong trẻo, trong lành. 손식당은 비싸지만 맛있어요. Thì ở nhà hàng Hàn Quốc, ở nhà hàng Seoul thì tuy đắt nhưng mà ngon. 한국어 공부는 học tiếng Hàn 어렵지만 재미있어요. Học tiếng Hàn 어렵지만 tuy khó 재미있어요 nhưng mà thú vị. 저는 김치를 먹지만 친구는 김치를 안 먹어요. Tôi ăn kim chi nhưng bạn tôi không ăn kim chi. 어제 저는 학교에 갔지만 동생은 안 갔어요. Hôm qua tôi đã đi học nhưng em thì lại không đi. Ở ví dụ trong phần này thì chúng ta có 그림은 보고 보기와 같이 얘기해 보세요. Các bạn nói giống như ví dụ. 날씨 휴대폰이 어때요? 비싸지만 좋아요. Ở đây ạ. Tiếp theo, 떡볶이가 어때요? 떡볶이 là cái món bánh gạo sáu cay ạ. Như thế nào? 맵지만 맛있어요. 책이 어때요? 쉽지만 재미없어요. 오늘도 더워요? 어제 더웠지만 오늘 안 더워요. 동생도 고기를 안 먹어요. 동생 thì gạo 먹다. Và mình thì làm sao? Ăn mực ta. Ở chế thì hoạt ta ôn ăn ta. Cái gì? Ôn ơn đô nôn ý ăn hoài. Và chúng ta có thể miêu tả những tình huống thực tế khác trong cuộc sống nữa. Ở đây chúng ta có một số từ vựng chem ý ta thì chúng ta có ngược lại chem yếp ta. Tung sen là em. Tteokbokki là món bánh gạo sau cay. Và phần Maragi 1 chúng ta sẽ có cái cuộc gọi điện thoại của bạn Akira ở Nhật Bản gọi cho Minsu ở Hàn Quốc. 서울은 오늘 날씨가 어때요? Thời tiết ở Seoul hôm nay thế nào? Minsu nói 더워요. Tokyo 더워요? Ở Tokyo cũng nóng chứ? 아니요, không. 어제는 더웠지만 hôm qua đã nóng nhưng 오늘 안 더워요. Hôm nay không nóng. À, 그래요? À, vậy à. 서울에 언제 와요? Bao giờ bạn đến Seoul? 토요일에 가요. Thứ bảy tôi đến. 그럼 조심해서 오세요. Vậy thì đi cẩn thận nhé. Đây là tình huống số 1 và tình huống số 2. Chúng ta ở London. Và chúng ta sẽ xem phần bài nói của phần bài này. 서울은 오늘 날씨가 어때요? 더워요. 도쿄도 더워요? 아니요. 어제는 더웠지만 오늘은 안 더워요. 아, 그래요? 서울에 언제 와요? 토요일에 가요. 그럼 조심해서 오세요.
정당의 라이벌은 서울은 오늘 날씨가 어때요? 더워요. 도쿄도 더워요? 아니요. 어제는 더웠지만 오늘은 안 더워요. 아, 그래요? 서울에 언제 와요? 토요일에 가요. 그럼 조심해서 오세요. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai Minsu trước. 서울은 오늘 날씨가 어때요? 아니요. 어제는 더웠지만 오늘은 안 더워요. 토요일에 가요. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Akira.더워요. 도쿄도 더워요? 아, 그래요? 서울에 언제 와요? 그럼 조심해서 오세요. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cả bài một lần nữa. 서울은 오늘 날씨가 어때요? 더워요. 도쿄도 더워요? 아니요. 어제는 더웠지만 오늘은 안 더워요. 아, 그래요? 서울에 언제 와요? 토요일에 가요. 그럼 조심해서 오세요. Và tình huống số 2 chúng ta sẽ thay vào và được cái nội dung bài đọc như thế này. Tình huống số 3 chúng ta cũng tương tự thay bằng Pika Wayu. Và câu nói Pika Watchman Onul Onul Pika Anwayu. Tình huống số 4 tuyết rơi ở Moskva. Đây phần luyện tập số 1. Ở đây chúng ta có Tokyo, Toshimasu Oseo, đi cẩn thận, London, London, Singapore, và bên Singapore, Moscow, Moscow. Tiếp theo, phần luyện tập số 2, chúng ta có hai hoan đông chi. Cái này các bạn nào có sách thì chúng ta sẽ áp dụng hai người, trang 217 và một trang này. Các bạn chú ý đây, ở ví dụ là London là ở Anh, trời nắng và 12 độ. Ở đây ạ, 4 độ, tức là lạnh đúng không? Lạnh và còn mưa. Đây ạ. Đây là các địa điểm, các thủ đô của các nước. Và bài tập này sẽ có hai người để chúng ta cùng nhau thực hiện. Có một người trang 217 sẽ có những cái địa danh và có cái biểu tượng để cho các bạn cùng nhau thực hành. Đến đây chúng ta kết thúc phần số 1. Chúng ta tiếp theo phần số 2. Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp Monita Sumnida, đi bị động tính từ. Trước tiên, tôi giải thích một chút về cái ngữ pháp này. Ngữ pháp này chúng ta sẽ dùng trong ngữ cảnh đó là trong lúc chúng ta nói theo cái phương pháp nói trang trọng lịch sự. Ví dụ như chúng ta đứng trước đám đông, chúng ta đại diện để phát biểu, thì chúng ta sẽ sử dụng cách nó xưng hô như thế này, hoặc là chúng ta nói tôn kính với người trên, cấp trên thì chúng ta nên nói theo phương pháp như thế này. Về phương pháp này sử dụng tính từ hoặc động từ có phát chim chúng ta đi với sumnida và không có phát chim chúng ta thêm chữ p vào phát vào khi không có phát chim ở âm cuối đó chúng ta thành phát chim của âm đó đi với nida. Và câu hỏi thì
là trong câu hỏi thì là dùng 니가, trong câu trả lời đó là 니다. Đối với động tính từ có phát chim thì đi với sum 니다, còn đi đối với động từ tính từ không có phát chim đi với m 니다. Tình huống ở đây chúng ta sẽ nói, ví dụ như nói với bố mẹ ông bà thì chúng ta dùng cách nói như thế này, còn đối với bạn bè thì chúng ta lại hay dùng nói yo nhiều hơn, về xã hội chúng ta sẽ dùng yo nhiều hơn. Đây, cách chia đây ạ. Nếu có bát chim thì là đi với sum nida, nếu không có bát chim x không thì là đi với m nida. Đấy, còn trong câu hỏi vẫn tương tự như vậy và thành thêm nika. Ở đây chúng ta xem Nancy가 시원합니다. 김치가 맵습니다. Với 시원 là ha. Cuối cùng chúng ta bỏ chữ ta đi và thêm m니다 thành 합니다. 영국 가수가 한국에 옵니다. Ca sĩ của Anh đến Hàn Quốc. 무엇은 먹습니까? Bây giờ ăn gì? Bibimbap을 먹습니다. Ăn cơm trộn, ăn bibimbap. Và bây giờ chúng ta luyện tập thì chúng ta 기자가 되어 보기와 같이 이야기해 보세요. Các bạn đóng vai làm ký giả để chúng ta sẽ nói về những cái hiện tượng của thời tiết như tình huống này. 오늘 날씨가 어떻습니까? 눈이 옵니다. Đấy. Ở đây tình huống số 1 đó là 비가 옵니다. Số 2 맑습니다. Số 3 덥습니다. Số 4 춥습니다. Và chúng ta bất kỳ một tính từ động từ nào chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách như thế này. Đây là 어떻다 là 어때요? Okay. Tiếp theo cô nối giữa hai động từ, cô nối giữa hai tính từ. Hôm nay chúng ta sẽ cô nối giữa hai tính từ hoặc động từ. Đây trường hợp chung vẫn dùng cô tương tự như hôm trước. Chúng ta chỉ việc tính từ chúng ta chỉ việc bỏ chữ ta đi để chúng ta nối giữa hai cái hiện tượng lại với nhau, hai cái tính chất lại với nhau. Party는 오늘 날씨가 어떻습니까? 춥고 눈이 옵니다. À, thời tiết của Paris hôm nay thế nào? Lạnh và có tia rơi. 사과가 싸고 맛있어요. Táo thì rẻ và ngon. Táo thì rẻ và ngon. Party에서 ở bữa tiệc ấy. Steven은 사진은 찍고. Đây là ở bữa tiệc thì Steven chụp ảnh và cho nên yori rất hết soyo, và tôi thì đã nấu ăn, bạn này thì đã chụp ảnh, còn tôi thì đã nấu ăn. Luyện tập phần cô này thì là chinku wa yaki heboseyo, cho nên시간이 쉬는 시간에 친구들이 뭐해요? 나나시는 하고 이야기 하고, còn những người khác đang làm gì các bạn cứ nối vào theo cô. 쉬는 시간에 우리 반 친구들 뭐 해요? Các bạn ví dụ như là bạn Akira nghe điện thoại và bạn Mariko uống nước. Bạn đây là hai đấy thì đi nhà vệ sinh, Steven thì ngủ. Hai người đang nói chuyện với nhau. Cinen Cigan này thời gian nghỉ. Yagiata là nói chuyện. Yochum là dạo này. Paris là thủ đô Paris. Đây là phần ngữ pháp phần số 2 đó là về Sumnida, Monida. Ngữ pháp này cũng rất quan trọng trong cái câu nói hàng ngày của chúng ta. Đặc biệt là gặp được người lạ, người già. Rồi cấp trên chúng ta hay nên dùng cái câu chung như thế này. Lời nói rất là lịch sự và kính trọng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Maragi y, phần nói hai. Nói hai hôm nay chúng ta sẽ dưới dạng miêu tả về quê hương. Thì chế quê hãng Paris입니다. Bạn này bạn ấy giới thiệu
quê hương của bạn là ở Paris. Thì Paris는 지금 겨울입니다. 지금 여기서 파리 남동. 파리는 겨울에 눈이 오고 춥습니다. Tính chất của đông đó là눈이 오고 춥습니다. Trời rất lạnh. 사람들은 스키장에 갑니다. Mọi người thì hay đi đến cái sân trượt tuyết. 여러분 고향은 날씨가 어떻습니까? Đấy. Lại một câu hỏi mở, đó là quê hương các bạn thời tiết như thế nào? Bạn này bạn đã giới thiệu thời tiết về Paris, nước Pháp rồi. Rồi bạn khác lên lại New York. Bây giờ là mùa gì, mùa gì, mùa gì? Beijing là Bắc Kinh. Bây giờ là mùa hè. Tokyo, mùa xuân của Tokyo. Mùa hè của Bắc Kinh. Mùa thu của New York. Thì các bạn sẽ giới thiệu như thế nào? Thì chúng ta vào phần nói hai. Chúng ta sẽ xem. Nói hai. Chúng ta cùng nhau nghe.제 고향은 파리입니다. 파리는 지금 겨울입니다. 파리는 겨울에 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 스키장에 갑니다. 여러분 고향은 날씨가 어떻습니까? Tình huống số 2, New Tình huống số 3, Beijing. Tình huống số 4, Tokyo. Bây giờ chúng ta nghe lại tình huống số 1. 제 고향은 파리입니다. 파리는 지금 겨울입니다. 파리는 겨울에 눈이 오고 춥습니다. 사람들은 스키장에 갑니다. 여러분 고향은 날씨가 어떻습니까? Chúng ta đã xem bốn tình huống nữa và chúng ta đã có một cái sự trải nghiệm trong phần nói này. Chúng ta tiếp tục quay lại trở lại bài học. Chúng ta xem lại phần thêm vào phần thực hành trong phần nói này. Đây ạ. Nasica Magda là ở New York vào Kaul là mùa thu thì thời tiết trong lành. Siôn Hamida, Siôn He, Siôn Heo, Siôn Hamida, đây là trong lành và mát mẻ. Tiếp theo, Than Phung Khu Kiêng Hà Nà. Ở đây chúng ta vào mùa thu, ở Mỹ cũng có lá đỏ, lá rơi vào mùa thu. Beijing vào mùa hè, Pigaota và Tập Tà, thời tiết mưa nhiều và nóng. Suyong Chang ấy Kara, đi đến bể bơi, Suyong Chang là bể bơi. Tokyo Pom, Tokyo vào mùa xuân thì Nanchiga Chota, thời tiết tốt, Tatatata ấm áp. Gochun Khu Kiêng Hà Nà, thì là đi để ngắm hoa. Đấy. Và chúng ta Koyang Nanchi Tehe Soboseo. Các bạn viết một đoạn về quê hương của mình. Kurigo Chingu Tul Apeso Panpyo Heboseo. Và các bạn đứng trước bạn bè của mình và giới thiệu về quê hương của mình. Đấy là phần bài này. Cũng như kiểu bạn đang giới thiệu ở bên trên vừa chúng ta vừa đã xem rồi. Chúng ta để ý một số từ vựng bên dưới đó là Koyang, quê hương, Skijang, đây là sân trượt tuyết, New York, Tan Phung, là lá mùa thu, Beijing là Bắc Kinh, Suyang Chang, đây là bể bơi, và Cốt, đây là hoa. Theo chúng ta sang phần Tuko Maragi. Nghe và nói. Phần chuẩn bị phần này. Ôn nên Nansiga ở Tếu. Hôm nay thời tiết như thế nào? Các bạn nhìn vào bốn bức tranh này thì dự đoán hôm nay thời tiết là một trong những bức tranh nào ạ? Tức kỳ, chúng ta sẽ nghe từng phần một. Chán tức cô, mát nên Krimon Colosseo. Bạn hãy nghe cho rõ và chọn bức tranh đúng. Chọn 16. 1. 잘 듣고 하이브생. 맞는 그림을 고르세요. 1. 오늘은 날씨가 어떻습니까? 덥습니다. 덥죠.
스무어죠. 2. 중국은 오늘 날씨가 어때요? 그리고 추워요. 그리고 소하이. 3. 뭐나 이모. 미국은 날씨가 어떻습니까? 미. 비가 옵니다. 네, 비가 옵니다. 4. 프랑스에도 비가 와요? 아니요, 안 와요. 맑고 따뜻해요. 하이 소하이. 그 됐대요. 일단 준비 부산은 알아요? 부산 알아요? 만왜 부산어? 부산에 뭐가 있어요? 아 부산이 거기지. 네, 거차네. 거기 미안네. 거오네. 전 듣고 맞는 것은 고르세요. 좀더 더 한번 소개인 듯 왜 부산? 왜 좀더 아주 왜 좀더 잘 뛰며? 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 나나씨, 주말에 뭐 했어요? 친구하고 같이 부산에 갔어요. 부산에서 뭐 했어요? 토요일에는 부산 시장을 구경하고 일요일에는 바다에 갔어요. 아주 재미있었어요. 음식은 어땠어요? 생선이 싸고 아주 맛있었어요. 그래요? 날씨는 좋았어요? 토요일에는 조금 더웠지만 일요일에는 날씨가 아주 좋았어요. 네, 오늘 thứ nhất là bạn ấy đi thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy bạn đi chợ và chủ nhật bạn đi biển. Và trong bài này, 바다에 갔지만 재미없었어요. Đi biển nhưng mà không thú vị, không phải. 생선은 비쌌지만 맛있어요. 맛있었어요. Cá thì rất là ngon nhưng mà xa. Và câu số 3 là 부산 토요일 날씨가 더워요. 조금 더워요. Ok. Câu số 3 đáp án đúng. Nói thì chúng ta phần nói ạ. 말하기. 여러분은 어디에 갔어요? Bạn đã đi đâu rồi? 친구와 얘기해 보세요. Câu hỏi, chúng ta sẽ hỏi từng bạn một. Hỏi bạn nào đó. Bạn nào đó. 당신은 어디에 갔어요? Bạn này trả lời Busan, tình huống bên trên này, Busan. Ở Busan thì thời tiết như thế nào? Tương tự như vậy, ví dụ các bạn hỏi là ở Hàn Quốc thì thời tiết như thế nào? Ở Hàn Quốc thì thức ăn như thế nào? Đồ ăn như thế nào? Ẩm thực như thế nào? Ờ, rồi có cái gì thú vị? Ở đó có cái gì thú vị? Ở đây các bạn ấy là Si Chang Kugyeong thú vị. Đấy, các bạn chú ý trong phần này. Trong phần nghe và nói này, chúng ta có hai tình huống. Thứ nhất là tình huống về đoán biết thời tiết dựa vào bức tranh. Và phần số 2, chúng ta tìm hiểu về Busan. Đi Busan thì chúng ta đi chợ và đi biển. Và thời tiết Busan cũng hơi nóng. Và tìm hiểu bạn bè mình bằng cách nói chuyện trực tiếp. Đó là bạn đã đi đâu và bạn ở đó thời tiết như thế nào, ẩm thực như thế nào và ở đó có gì hay. Chúng ta có thể hỏi nhau. Bata đây ạ. Si. Sang Sơn là cá. Và Busan đây là thành phố của Korea. Tiếp theo chúng ta phần sang phần Ilgo Suki. Đọc và viết. Phần đọc hôm nay chúng ta sẽ xem chuẩn bị cái gì. Yerobun Busan Kejan Chuaio. Bạn thích mùa nào? Ikki. Thao Minh. Cô chỉ muốn thắc mắc xíu, đọc đoạn văn và chúng ta trả lời câu hỏi. Hàn Quốc ấy khai lên qua kiều. Ở đây Hàn Quốc mùa thu, mùa đông và mùa thu của Hàn Quốc. Chế đơn mình Paulo Indira, tôi là Paulo. Cho nên chắc niên ấy, chắc niên khai lên Brazil này sơ mà xin mình là. Tôi đã đến từ Brazil vào mùa thu năm ngoái. 제 고향 브라질리아는 항상 여름입니다. Ở quê hương Brasilia của tôi luôn luôn là mùa hè.
그래서 저는 작년에 단풍과 눈을 처음 구경했습니다. 비바이네나 비바이네 또야 nắng ấm, tuyết và lá vàng mùa thu vào năm ngoái. Đấy là lần đầu tiên. 한국 가을에 시원합니다. Mùa thu của Hàn Quốc mát mẻ. 하늘이 맑고 깨끗합니다. Trời thì trong xanh và sạch sẽ. 겨울에는 눈이 옵니다. Mùa đông thì có tuyết rơi. 저는 친구하고 같이 눈 사람은 만들고 스키장에 갔습니다. Tôi và bạn bè cùng nhau nôn saram은 만들고 làm người tuyết và đã đi đến sân trượt tuyết. 추웠지만 재미있었습니다. Tuy là lạnh, tuy đã lạnh nhưng mà rất là thú vị. 한국은 봄과 여름도 좋지만 tuy là mùa hè và mùa xuân của Hàn Quốc tốt, hoặc mùa hè mùa xuân Hàn Quốc đẹp, cho nên kêu qua Carl Achu chủ là, nhưng mà tôi thích nhất là mùa thu và mùa đông. Yerobun Muzun kể cho nên chủ à, các bạn thích mùa nào? Và chúng ta xem ở đây. Paulo Paulo는 작년 겨울에 무엇을 했어요? 뭐 thu 그러세요? Bạn xem là bạn cùng nhau làm gì? Có cùng nhau đắp tuyết không ạ? Không ạ. Nặn người tuyết và đi tới sân sân trượt tuyết. Bạn nên cửa sân cổ được xe Paulo của anh ơn hăng sang tục xin giá. Đúng ạ. Paulo nên Hàn Quốc kể sơ thàn phụng ơn cho ông bắt xin giá. Đúng ạ. Paulo Paulo는 봄과 여름은 안 좋아합니다. 그냥 không. 저 아까 số 1 và số 2. 모두 그러세요. Chọn cái tất cả cái đúng. Số 1 số 2. Các bạn đây có số từ vựng. Tráng niên năm ngoái. Brazil. Brazil nhỉ. E sơ là từ Brasilia. Đây là một thành phố của Brazil. Hăng sang luôn luôn. Chôm là lần đầu tiên. Hanel là bầu trời. Nun Saram là người tuyết. Mandinda là làm, tạo ra. Rồi viết thì chúng ta hãy viết về cái mùa mà mình thích. Chúng ta hãy viết về mùa mà mình thích. Vào đây. Nó coi như là đây là một bức thư. Viết một bức thư. Và phần thực hành trong phần này chúng ta thực hành về chúng ta hỏi những dơ hen các kỳ vì hè pido han muốn gần chuẩn bị hè bố xèo thực hành về chuẩn bị thực hành việc chuẩn bị những món đồ cần thiết để đi du lịch. Thì cái này chúng ta sẽ phối hợp giữa thẻ ở trang số 218 và 219, chúng ta sẽ tập hỏi nhau là đi đâu và đi mùa nào thì chúng ta có địa điểm du lịch và mùa và thời tiết. Đây ví dụ này, ví dụ như the cúc 33 độ trời trong lành thì chúng ta cần mang cái gì? Đấy. Chúng ta không cần phải mang những đồ để đi trời tuyết trời mưa làm gì cả. The cúc là Thái Lan, suyong ada là bơi, mango là xoài, sunglass đây là kính râm, Puche là quạt tay, slipper là dép, đây, dép slipper này, Puche quạt tay này, sunglass ở đây ạ, còn đây là camera các bạn thấy rồi ạ, mango, quả xoài. Đấy, về phần văn hóa thì ở đây chúng ta có món ăn theo mùa, từ mùa hè chúng ta có chè đậu đỏ, papingsu và một số món ăn vào mùa đông như là bông ngô vàng, Araboki. Trong phần này chúng ta tìm hiểu thêm về thông tin. Igosun Samgyetang입니다. Cái này là cái món gà hầm sâm.
한국 사람들은 여름에 날씨가 덥지만 삼계탕 먹습니다. Tuy là người Hàn Quốc vào mùa hè trời nóng nhưng mà vẫn ăn gà hầm sông. Các bạn biết tại sao lại ăn gà hầm sông? Bởi vì mùa nóng thì toát nhiều mồ hôi. Mùa hè, trong mùa hè của Hàn Quốc có 3 tháng. Ngày đầu tiên, ngày giữa và ngày cuối của mùa hè thì 3 lần như vậy người ta sẽ ăn gà hầm sông 3 lần. Tiếp theo, 이것은 냉면입니다. Cái này là miến lạnh. 한국 사람들은 겨울에 날씨가 춥지만 냉면은 먹습니다. Tuy là trời mùa đông có lạnh nhưng mà ăn người ta vẫn thích ăn냉면. Và mùa hè mà khi ăn냉면 thì tất cả냉면 là nước đá cho nên rất là mát. Xin các Naruki cái này chia sẻ. Chúng ta 여러분 나라에도 계절 음식이 있어요? 소개해 주세요. Ở đất nước các bạn có món ăn theo mùa hay không? Hãy giới thiệu cho chúng tôi. Đấy. Phần văn hóa rất là hay. Phát âm M M thì gặp chữ N đằng sau thì sẽ đọc chữ P này thành chữ M. Đây là quy tắc. P gặp NM thì P sẽ biến thành M. Đây là chúng ta toàn bộ đọc là M hết. Sumnida, Ibnida. Yeonsumunje, Maksumnida, Ammunnida, Pa, cũng đọc là Ma, Pa, Ammunnida, Ammun, Ammun, đây ạ. Cho nên, Phụ Lăng Sư Saram입니다. 우리는 한국어를 배웁니다. 지금 무엇을 합니까? 책은 있습니다. 얼마입니까? 10만 원입니다. Tuy là đọc có thể là ship nhưng chúng ta đọc là sim. 10만 원입니다. Các bạn chú ý những vấn đề như vậy. Và chắc khi phiên ca, cái này chúng ta sẽ đánh giá bản thân. Và bài hôm nay chúng ta bài số 7 thì chúng ta chú ý đến phần gì? Cái phần tiêu đề bài của chúng ta. Đây ạ. Nancy가 어떻습니까? Hôm nay thời tiết thế nào? Và chúng ta cùng nhau xem lại phần bài học. Từ vựng hôm nay chúng ta đã học từ vựng về Nancy, hoa kỳ trần, thời tiết và mùa. Thời tiết nóng lạnh, mùa có bốn mùa. Hiên xa một số từ tính từ như khó dễ nhẹ nặng mất quy tắc p thì chúng ta khi mà gặp a ở đằng sau thì nó sẽ thành p biến thành a còn p biến thành o còn nếu mà không phải là a thì p sẽ biến thành u động từ tính từ đi với chiman thì là tuy nhưng tuy động tính từ nhưng cái gì đó Nancy가 묻고 답하기 nó hỏi và trả lời về thời tiết hôm nay trời nóng hay trời lạnh chúng ta đều nói được động tính từ đi với sumnida hammonida cái này chúng ta ở thể nói tốt kính và trang trọng còn khi mà chúng ta hỏi thì chúng ta hỏi là sumika hoặc là monika động tính từ đi với cô là và nói hai hãy phát biểu về thời tiết và mùa và hãy phát biểu về thời tiết ở quê hương của bạn phần nghe và nói chúng ta nghe đoạn hội thoại ngắn về thời tiết nghe đoạn hội thoại về địa điểm du lịch nói về cái kinh nghiệm du lịch phần nghe và viết phần đọc và viết thì chúng ta hãy đọc một đoạn blog về mùa của Hàn Quốc và viết viết thì viết một đoạn văn về cái mùa mà bạn thích về thực hành
À, chúng ta thực hành là thực hành và cái chuẩn bị những cái món đồ đi du lịch. Về văn phần văn hóa, chúng ta có món ăn theo mùa của Hàn Quốc. Về phát âm, đây là biến âm hóa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Bye bye. 날씨가 어떻습니까?